cả mọi người, mùa hè mình đi du lịch rất là nhiều. Và mặc dù mình cũng có chống nắng, nhưng mà bởi vì những bức ảnh đẹp, mình đã phơi cái lưng ra nhiều tiếng đồng hồ dưới cái trời nắng rất là gay gắt, cho nên lưng mình nó đã bị cháy nắng mọi người ơi, nó sẽ đen xì một mảng luôn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhả nắng và dưỡng trắng lâu dài. Quay trở lại với channel của Ngân đây. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng dưỡng trắng body với nhau nhá. Qua một mùa hè, chắc hẳn rất là nhiều fan đang có một cái làn da không mấy trắng trẻo. Có thể là do đi du lịch nhiều quá nên hôm nay chúng mình hãy cùng tìm lại cái làn da trắng trẻo nha. Một sản phẩm mà mình cực kỳ tâm đắc dành cho những nàng muốn trắng ngay lập tức đi dự tiệc event sinh nhật, thì các bạn hãy sử dụng cái em Gumiho này. Đây là một cái em dưỡng thể kiêm make up body mà mình cực kỳ ưng ý dạo gần đây. Em này có giá là hơn 400k cho 300ml, nhưng mà dùng được rất là lâu nha mọi người. Em này là một em dưỡng thể, tuy nhiên về cái tốc độ làm trắng thực tế của em này ấy thì mình cảm thấy hơi mờ nhạt. Tuy nhiên thì em này lại đóng vai trò là một em make up body cực kỳ tốt nha mọi người. Bôi vào một phát là da trắng luôn. Mà trắng không phải là trắng ảo, mà là trắng thực tế, trắng như kiểu da mình sinh ra đã trắng như vậy rồi ấy. Bây giờ thì mình sẽ test trên tay cho mọi người coi nhá. Băm ra một ít trên tay này, mọi người nhìn cái tay mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ bôi em này lên trên tay. Đấy, mọi người thấy em này trắng lên chưa? Mà nó rất là dễ tán. So với những cái loại make up body khác ở trên thị trường thì em này mình cảm nhận là dễ tán hơn rất là nhiều. Và tán đến đâu thì nó ngấm luôn đến đấy ấy. Đây mọi người nhìn này, hai màu da hoàn toàn khác biệt đúng không? Mà không hề lộ vân kem hay là trông nó ảo, trông nó giả. Ở bên ngoài trông rất là thực luôn. Cho nên với những cái buổi mà mình cần phải trắng ngay lập tức thì mình hay dùng em này như một cái em mà make up body cho da của mình nó trắng lên. Và kể cả mình có bôi em này toàn thân thì cũng không hề bị hao đâu, bởi vì chất của em này thì khá là đặc như thế này này mọi người. Mỗi lần dùng thì chỉ cần dùng một chút xíu thôi là da của mình nó đã trắng lên rồi. Tuy là đặc nhưng mà mọi người này, nhìn ở trên tay của mình này, nó đang chảy ra đây này. Có nghĩa là khi mà tiếp xúc với nhiệt độ ở trên cơ thể thì nó sẽ trực tiếp là nó tan ra và nó được da của mình nó hấp thụ ngay lập tức. Đấy, cho nên là không sợ bị bết, không sợ lộ vân kem và không sợ dây da quần áo nha. Có mặc màu đen thì vẫn cứ là vô tư. Ở một số vị trí đặc biệt, ví dụ như là vùng nách hay là vùng cổ có rất là nhiều nếp gấp, mình cũng bôi em này vào và cũng không hề có hiện tượng bị vẹt kem. Nó rất là tự nhiên, da trắng rất đều nha mọi người. Cái này phải chấm cái make up body của em này là 10 điểm luôn á mọi người. Không có một cái điểm gì để chê cả. Và một cái điểm mà đáng khen nữa đấy chính là mùi hương. Mùi hương rất là tự nhiên, dễ chịu. Khi mà bôi lên trên da cảm giác rất là thư giãn ấy. Mùi nó rất là nữ tính, không hề bị hắc một tí nào luôn ý. Mọi người biết mình sợ nhất khi mà bôi những cái dòng make up body là gì không? Chính là mùi hương, mà nếu mà quá nồng ấy, người cảm giác như của mình đang bôi kem trộn và khá là giống với chị Ngành ấy. Về tốc độ làm trắng của em này thì mình thấy nó khá là mờ nhạt, với lại là việc làm mềm da nó cũng kiểu không quá là xuất sắc đâu mọi người. Khi mua em này về thì mọi người đừng dùng em này như là một cái dưỡng thể hàng ngày. Còn nếu mà mọi người muốn dưỡng da trắng hàng ngày thì mình xin phép giới thiệu bộ đôi làm trắng da mình thấy cũng khá là ok la, đấy chính là Vaseline và Niacinamide dạng bột. Vaseline này thì mình đã dùng gần hết rồi, lọ rất là to và giá cực kỳ phải chăng luôn. Mọi người có thể mua ở hệ thống siêu thị hoặc là ở trên Shopee cũng ok la hết nha. Em này thì khỏi phải nói, khi mà mình bôi lên mình cảm thấy là em này thấm rất là nhanh và da của mình nó siêu mềm luôn á mọi người. Không biết mọi người bôi như thế nào nhưng mà mình bôi cái dòng Vaseline này thì mình lại không bị mọc lông nha mọi người. Hay là tại mình wax nhiều hay sao cũng không biết, nhưng mà không thấy nó mọc lông. Cái dòng mà mình bôi là Niacinamide Tone Up và 4X nha. Nó có cái dòng 10X ấy. Nhưng mà mình thấy là khi mà bôi 10X với 4X thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi cho lắm. Nên mình vẫn lựa chọn cái dòng 4X này thì nó sẽ dễ mua hơn. Em này họ ghi là Niacinamide Tone Up, người ta gọi là sữa dưỡng thể rồi nâng tông tức thì. Nhưng mà bôi vào thì mình thấy da mình nó không được nâng tông mọi người ạ. Nó đóng vai trò như là một cái em dưỡng thể bình thường thôi. Ở trong này thì sẽ có Niacinamide. Và Niacinamide thì sẽ giúp da mọi người trắng lên. Tuy nhiên cái nồng độ Niacinamide trong này nó không quá cao, cho nên nếu mà bôi một mình em này thì rất là lâu da mọi người nó mới lên tông. Nên là mình có mua thêm bột Niacinamide để mình ủ. Thì với cái Niacinamide này khi mà mình trộn vào với nhau thì nó sẽ hơi mạnh một chút xíu. Cho nên những bạn nào sở hữu một cái làn da nhạy cảm thì mọi người trộn vừa phải thôi, trộn ít thôi nha. Với những bạn nào mà có làn da nhạy cảm, khuyên mọi người khi mà trộn với Niacinamide mọi người nên test trước khi sử dụng để xem là da của mình nó có phản ứng gì không. Mình có thể test má ngoài, những cái mặt da non ở trong đây này, má đùi hoặc là má tay này,
Nếu mà qua một đêm mọi người không thấy có phản ứng gì thì là mọi người có thể bôi toàn thân nha. Còn những bạn mà da dày, da trâu thì mọi người có thể dùng em này để ủ. Ủ như thế nào là mình sẽ đổ em này ra một cái bát, sau đó thì bỏ cái bột niacinamide này vào và trộn đều. Nếu mọi người có thể chịu được cái cảm giác rơn rớt ấy thì mọi người hãy lấy màng bọc thực phẩm để mọi người quấn vào và mọi người để đó khoảng tầm 30 phút, sau đó mọi người tắm sạch lại. Mọi người làm liên tục như thế tuần ủ khoảng tầm 2 đến 3 lần thì sau khoảng tầm 1 tháng da của mọi người sẽ nâng được tông nha. Nó sẽ sáng hơn rất rất là nhiều. Ở trên thị trường bây giờ có bột niacinamide của Trung Quốc á, một cái gói rất là to. Nhưng mà mình thì mình không lựa chọn gói đấy bởi vì mình cũng hơi sợ một chút xíu, cho nên mình lựa chọn cái dòng niacinamide powder của nhà Derma Factory. Thì một cái lọ nhỏ nhỏ như thế này là 100.000 thì nó sẽ đắt hơn nha mọi người. Đắt hơn một chút xíu nhưng mà dùng mình cảm thấy là nó an toàn hơn và hợp với da của mình. Một lọ như thế này thì dùng cũng khá là hao đấy mọi người ạ. Nếu mà mọi người dùng để ủ body toàn thân thì sẽ tốn cái bột niacinamide này một chút. Một tháng thì sẽ dùng mất khoảng tầm 3-4 lọ như thế này nếu mà mọi người dùng đều đặn. Còn không, nếu mà mọi người dùng ít hơn thì nó sẽ đỡ tốn hơn thôi. Và mình đã ủ em này là được 2 lọ này rồi. Và mình sẽ tiếp tục ủ thêm để da của mình nó trắng thêm vài tông nữa. Và da của mình sau thời gian mà mình ủ cũng như là sử dụng em Vaseline này thì nó mềm hơn rất là nhiều. Và những cái vùng ví dụ như là vùng mông hay là vùng đầu gối các thứ các bạn ủ lâu hơn một chút để cái làn da mông với lại làn da khuỷu tay của mình nó trắng trẻo hơn nha. Mọi người hãy test thử xem là nó có hiệu quả không, và nếu mà hiệu quả quay trở lại đây comment cho mình biết. Hy vọng là mọi người thích cái video này, và nếu mà mọi người thích thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình nhé. Bye bye.